Xin chào mọi người đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình quay bức tranh tiệc ly bằng gỗ rổi rất là đẹp. Đây là bức tranh của thầy dạy mình làm. Đây là mình quay cho mọi người xem. Bây giờ mọi người cùng xem video nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Thôi, video của mình xin dừng ở đây. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký, ấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào.